Xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay Xưởng 13 sẽ là bộ phim được lên sóng. Trước khi phim ra rạp có tung ra một đoạn trailer ngắn. Mình coi trailer đó thì cảm nhận như là phim nói về mannequin. Sau khi phim ra rạp xong, mình mới té ngửa ra đời không như là mơ các bạn ạ. Và thực sự thì phim không biết đạo diễn Phan Minh có lấy ý tưởng hoặc là một cái nguồn cảm hứng nào từ kênh series hay không. Họ có thể thoát nhập vào bất cứ người nào, bất cứ giờ nào. Xét chung về kịch bản này thì thật sự là nó khá là mới. Nó mới vì nó lấy hình ảnh, nó lấy cái hình tượng của mannequin để dẫn dắt khán giả tới rạp, và trong đó có cả mình. Khi mình và chính cái hình tượng này đã kéo mình tới, và mình tự hỏi là nếu mà mannequin nó bất động như vậy thì đạo diễn hoặc là biên kịch gì đó, kệ họ, thì họ sẽ dẫn dụ như thế nào, sẽ có những cái màn jump scare ra sao. Xin chào các bạn. Hôm nay nhóm Black Cat sẽ quay trở lại với các bạn với thông tin về cái chết đầy bí ẩn của một thanh niên làm nghề bảo vệ. Anh ta đã nhảy lầu tự sát tại chính nơi làm việc của mình. Nơi đó còn có tên gọi là Xưởng 13. Những phim xoay quanh về nhóm nhân vật tên Black Cat, bao gồm là ba thằng được rửa với một bánh bèo. Trong cái nhóm này mình chỉ ấn tượng mỗi anh chàng Đại. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính ngang tàn và khá là bướng bỉnh của ông. Ai đời vào cái chốn thâm sâu cùng cốc, cái chỗ mà âm u tù mờ, ai cũng rứng rói sợ hãi, mà có mỗi mình thằng Chả đụng đâu cũng chửi, và gặp ai cũng đập đại loại như vậy. Nó đánh cả ma luôn được ấy hả? Còn ba nhân vật còn lại thì mình chẳng biết tên và cũng không có nhu cầu biết tên, do không có ấn tượng mẹ gì cả. Cái đồ mê trai a hi hi. Khen xong rồi, giờ tới chê. Ngồi ngay ngắn, chỉnh đốn mỹ phục, mình chê cho các bạn coi. Thì thật sự phim này theo cái dạng là treo đầu dê bán thịt chó, mang tí phim kinh dị mà thật ra là chẳng có con mẹ gì về dị và về kinh kìa. Nó sao ta, tất cả chỉ xoay quanh là con người và con người. Nếu cứ với cái đà này thì thật sự niềm tin của mình dành cho phim Việt nó sẽ cạn kiệt và nó chẳng còn gì cả. Thật sự như vậy. Mình bỏ tiền ra để mình coi phim rạp, để mình ra rạp để mong muốn có những cái thước phim mang gây cho mình cái sự ám ảnh hoặc tò mò thích thú, chứ không phải là kiểu bị nói thẳng ra là bị lừa đảo giống như thế này. Thẳng ra là bị lừa đảo. Nói về những cảnh thù thì phim chưa làm mình lạ gì, chứ cảnh phim có một cái việc thằng nhân vật chính nó cầm mannequin lên nó hồn thôi, mà tám cái loa nó bật maximum. Nói thật chứ coi phim xong không điếc thì cũng bị ù, mà không ù thì cũng bị rung rinh não, chỉ vì âm thanh thôi chứ về nội dung chả có nghĩa gì. Nói chung phim đánh giá 3/10. Thật sự đây là phần đánh giá nghiêm túc của Bảo, do phim chả có gì để mà khen cả, nếu có thật sự là quá ít ỏi vậy nha. Đó là toàn bộ những gì Bảo nghĩ về Xưởng 13. Còn các bạn nghĩ như thế nào?